Chào anh em, chúng mình đang trên đường đến một địa điểm đặc biệt và cũng là mục đích chính của chuyến đi ngày hôm nay đó. Còn địa điểm gì thì bí mật lát sẽ bật mí sau nha. Đây 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 đây, vẹo vào đây là sắp tới rồi nè. Cùng theo chân tụi mình nha. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có đoán được là mình đang ở đâu không? Bật mí cho các bạn là nơi này nổi tiếng với những thứ này nè. Đúng rồi đó, mình đang ở Tây Ninh. Và sau lưng mình đây đó là bảng hiệu Gara Tuấn Nhi của anh Huỳnh Tuấn Nhi, cựu học viên lớp DHK38 của BATC. Tuy trẻ tuổi nhưng với niềm đam mê và sự nỗ lực, anh đã xây dựng lên cơ ngơi của mình. Hôm nay sẽ cùng chúng mình xem cơ ngơi của anh có gì đặc biệt nha. Đi thôi. Còn đây là chiếc xe để dụng cụ mà trung tâm BATC tặng cho anh Tuấn Nhi nhân ngày vui hôm nay. Mọi người đang lắp ráp nè. Lắp 7749 lần thì ta da, chiếc xe hoàn thiện rồi đây nè. Đây là món quà thiết thực và mang giá trị nhân văn cao, đã mang từ Sài Gòn đến Tây Ninh để trao cho anh nhân ngày khai trương. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ anh trong quá trình làm nghề. Đây đây đây, còn đây là khu vực anh Tuấn Nghi trưng những vật dụng, những công cụ để sửa chữa và làm đẹp xe ô tô. Còi nè, đèn nè, loa nè, rất là đa dạng và đầy đủ đúng không anh em? Vô tình bắt được khoảnh khắc anh Tuấn Nghi trịnh trọng đặt giấy chứng nhận hoàn thành khóa học mà VTC trao tặng lên vị trí cao nhất của khu vực xưởng. Cái hành động này nè không chỉ bày tỏ niềm tự hào về bản thân đã cố gắng rèn luyện học tập suốt bao năm tháng qua, mà còn là thành quả đầu tiên khi chập chững vào nghề của anh đó. Tham quan một vòng thì vào bàn tiệc thôi anh em ăn tiệc online nha. Ngồi giữa chính là thầy Định, giảng viên kỳ cựu tại trung tâm VTC đó. Còn xung quanh là những anh em thợ đã có kinh nghiệm làm nghề. Nhưng mà khi có cơ hội được chia sẻ, được tiếp theo kiến thức mới á, thì mọi người đều rất là chăm chú lắng nghe. Bởi thế mình mới thấy cái giá trị của người thầy, của những kiến thức cốt lõi trong quá trình làm nghề. Người thầy tại VTC là vậy á, bất kể những người đó là ai, nhưng mà khi cần được giải đáp á, thì thầy sẽ sẵn sàng chia sẻ vô cùng nhiệt tình, kể cả những kinh nghiệm thực chiến mà phải mất rất nhiều thời gian và công sức thầy mới có được. Và thế là kết thúc buổi tiệc rồi anh em ơi. Anh em chụp một số tấm hình để làm kỷ niệm nè. Trung tâm VTC rất vui khi học viên đã xây dựng được cơ ngơi của đời mình, làm chủ cuộc đời mình. Chắc chắn hành trình phía trước còn lắm gian nan và thử thách. Chúc anh em vững tay chèo và trái tim luôn sục sôi niềm đam mê mãnh liệt với nghề. Đặc biệt, chúc Gara Tuấn Nhi khai trương hồng phát và trở thành điểm đến đáng tin cậy của nhiều khách hàng gần xa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.